Thưa quý vị, những năm qua, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của thành phố được lan tỏa rộng khắp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng giáo dục. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng tôi muốn nhắc đến một nhà giáo tiêu biểu trong việc đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên tin học trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà. Đóng chân trên địa bàn phường Thọ Quang, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương có nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xác định mỗi giờ tin học là một cơ hội quý để các em tiếp cận công nghệ thông tin, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương luôn tìm cách để giờ học trở nên sinh động, dễ hiểu. Cô Hương còn lập câu lạc bộ tin học để kết nối, bồi dưỡng thêm những học sinh có tình yêu với môn học này. Hơn 15 năm gắn bó với ngôi trường ven biển, nhiều học sinh của cô Hương đã đạt giải tại các kỳ thi tin học trẻ không chuyên các cấp. Là học tin là con thấy học được rất là nhiều điều bổ ích và vui vẻ, là cùng chơi, cùng học, cùng khám phá ra những điều thú vị. Là con thấy học môn tin là con rất là thích và con cũng muốn sau này được trở thành như cô Hương, cũng muốn trở thành một cô giáo dạy tin. Dạy học thời 4.0 với người giáo viên, nhất là những giáo viên lớn tuổi, không phải là câu chuyện đơn giản. Là giáo viên tin học trong trường, cô Hương thường xuyên có những buổi hướng dẫn giáo viên nhà trường soạn giảng trên máy tính. Những năm qua, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương cũng đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phòng tin học khang trang, hiện đại. Các lớp học đều có TV, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên. Cô Nguyễn Thị Thu Hương thì là một trong những cái giáo viên mà hội tụ đầy đủ các cái yếu tố vừa giỏi vừa đảm đang, và đặc biệt là về cái công nghệ thông tin thì cô là luôn luôn đi đầu trong cái công nghệ thông tin, luôn luôn là tự học và nâng cao cái kiến thức, cái cập nhật cái công nghệ thông tin của mình rất là nhiều để mà áp dụng trong cái việc dạy và học, và ngoài ra thì còn để mà hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ cho các đồng nghiệp trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng trong việc giảng dạy rất là hiệu quả. Cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chắc chắn là sẽ mang lại rất là nhiều cái hiệu quả lớn và cho từng cái tiết học. Mà cụ thể như là đối với một cái tiết học mà có ứng dụng công nghệ thông tin á, thì chúng ta thấy rằng là cái đối với việc soạn giảng của giáo viên là đương nhiên là dễ dàng hơn rồi. Cái thứ hai á, là cùng với cái sự hỗ trợ các cái tư liệu từ internet hỗ trợ cho giáo viên thì đương nhiên cái tiết dạy nó sẽ sinh động, hấp dẫn và cuốn hút học sinh, thì qua đó là học sinh cũng sẽ là dễ hiểu, dễ tiếp cận, thì sẽ nâng cao được cái chất lượng của cái tiết dạy lên. Với những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, cô Hương đã được vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2019 và năm nay là danh hiệu nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu. Những sự ghi nhận này đối với những giáo viên bộ môn ở bậc tiểu học như cô Hương sẽ có thêm động lực để cháy hết mình với nghề, lấy sự tiến bộ mỗi ngày của học sinh làm niềm vui trong sự nghiệp trồng người.